mới lên chạy quay luôn. Chạy vô cho máy bốn luôn. Quay phim thiệt đó nha. Thiệt. Bây giờ là đang quay phim thiệt đó. Đang quay phim thiệt. Cái này không tin luôn, hay quá. Có máy nè. Anh vừa quay phim này, đó, anh Lùng nó đứng như được. Thế là quay phim nó phải dễ. Lên. Cho Dũng ra lên rồi. Anh Dũng dọn. Anh đang bước gì? Bước đứng lên cho tính. Đứng gần vô anh tính xíu. Mà nó sao sao sai dữ vậy? Ủa sao? Khoan khoan khoan. Ngọc ơi, sao đứng chật điểm rồi? Để giữa đây chứ. Cái lỗ đây nè. Lại đi. Đứng nhớ cái toàn cái xấu. Đứng gì tí. Lên. Hiện tức gần sáng anh Quỳnh vô. Đó đúng rồi, đúng rồi. Bây giờ nè, đầu tiên á, anh mới đi nhanh qua mặt anh dừng lại. Anh Quỳnh mình lại. Con bé lại quay lại thấy anh Quỳnh lại. Để chặn hai đầu. Ờ, thì anh mới quay qua nè. Chào cô em xinh đẹp. Chào em xinh đẹp. Đó. Cái mặt diễn viên là Dũng già. Bên này cũng được, đi bên này. Đi kêu nãy là đúng được rồi đó. Rồi cô bé áo đen đâu là lang thang đó. Chỗ đây nè. Chỗ này nè. Mình ném bên kia đi. Đủ rồi đó. Giờ chỉ quay diễn thì thôi. Ừ. Diễn đi. Chỗ đó đi ngủ qua đó. Hú đi nhanh qua. Đi luôn. Đi. Hết được rồi. Cắt. Hết chỗ đi rồi. Thiết kế nha, tao quánh mày, thiết kế tao hỏi mày có đường đi mà kêu có đường đi mày. Anh Di ơi, em đứng chạy lên xe cận lắm rồi, em không có đồng ý đâu. Quay lại đi. Đứng đây ra, mày đứng qua bên này nè Di. Thôi được rồi. Không có được. Bây giờ té. Quay đây. Đá một cái cận Overlap.